Hello, xin chào mọi người, chào mừng người đến video mới của mình là Châu Già đây. Hôm nay mình với anh em mình vô khởi động trận đầu tiên để lát mình đi solo squad làm clip cho mọi người xem nha mọi người. Thằng nhảy bay nha, khá là đông á. Ui. Súng này kìa. Nay mình ép automatic trên ép đại nha mọi người chứ không có đi kiếm trên thế giới nha. Trong nhà mình có tiếng chân nè. Đây AK rồi, chân trong nhà có người nha. Uầy. Mày núp bắn em tao. Dạ tôi nha mọi người. Please recall me. Số 3 ông chết rồi, lát hồi sinh rồi sao. Có chân trong nhà nè. Ngoài nhà giáo nó chạy nhóc hết trơn. À núp núp. Có tiếng bò trong phòng nè, có tiếng bò trong nhà nè. Gì bạn ơi, phải cái trưởng bắn quá trời bắn, giờ không thấy nào để gạt luôn. Mít ông nào cũng bị dội, mít ông số 4 gì không bị dội cũng bị chân. Chạy ra nè bạn ơi, yếu rồi nè. Núp sau cửa nè, nóc nữa nè, có cái qua. Ui. Bắn nó thôi. Hay. Cung cái cung cái cung cái. Boss ở ngoài nữa kìa. Đẩy quá luôn nha mọi người. Mình không có máu của con gà, đẩy quá luôn đi. Vô luôn mọi người, vô luôn. Ô hay. Gạt luôn nè. I got supplies. Mười bốn đây rồi. Không phải chạy. Chạy nè, Trung Quốc nè, nóc một nè. Trời, quấn băng gạc không có máu luôn, nãy giờ lút không có máu luôn. Từ từ nha. Không có máu bắn từ từ thôi. Ok, tao mới nói cái đập. Gạt luôn nè, từ từ. Đó, nó không có máu rồi. Từ từ không ư. Bắn ẩu quá nha. Có đồ quà luôn. Ôi số 4 nóc rồi. Bên nhà máy vẫn còn. Ok. Ôi số 4 đi lẻ xong giờ ông la nản. Khó hiểu. Kêu đi chung thì không đi. Đi lẻ à nản. Bó tay luôn. Ui cái thằng trong kho kìa. À, nó chết rồi nè. Có thằng nè. Bắn 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 bắn. Nó bọt nè. Ui, còn ngoài đi kìa. Thôi nơi. Mày làm gì? Mày làm gì? Bắn lén là giỏi, bắn lén là giỏi. Từ hiệu máu cho mọi người. Hồi, bò ở đây, bò ở đây. Trước mặt có thằng nữa nè. Ok. Vãi cái thằng Vĩnh Hông nó lẹ vậy. Mình mới nghe tiếng súng bắn qua đây nha mọi người. Chạy này, chạy này, chạy này. Chạy này mọi người ơi. Mới hồi sinh chưa có đồ. Mũ một giáp một Uzi hết đạn chứ. Không có đạn nhiều ấy. Đây đây đây. Đây đây. Mình vô khu nhà bờ biển mà có tụi nó lút hết trơn rồi, bởi không còn gì hết trơn. Nghe tiếng súng chạy ra đây gặp thằng này. Vào 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 vào. Ồ có tiếng xe chạy vô nè, có tiếng xe bút ghi chạy vô nè. À, nó vô khu nhà gì nè. Ngon. À thấy nè, thấy nè, thấy nè. Nóc nè bạn ơi, bạn đi đâu vô đây.
biết bao nhiêu nhà vậy, tự nhiên mình chạy vô khu này làm gì, khu này tụi nó lúa hết trơn rồi còn cái nịt. Biết mấy thằng nhà mọi người mình nghe tiếng bút kia á. Đâu rồi, bò đâu rồi? À nó xuống rồi. Ui. À còn đồng đội kìa. Tính áp sát tao à. Gạt luôn. Chạy nè, nóc nữa nè. Nóc là gạt, lấy đồ nghèo quá mới giáp một này. Ủa con nào chạy kìa, con nào chạy kìa. Ui, đồng đội mấy này hay gì vậy? Vô vô lần luôn mấy bạn ơi, vô lẻ lẻ mình sợ lắm. Rồi. Mới thấy nè. Ui, đây đây đây. Ui, nóc à. Ủa phải này không ta? Mình mới thấy bên kia mà. Chung cờ với mấy thằng nãy mình bắn nè. Ui. Mày mày. Một đầu nha mọi người, cho nó cái đầu đạn mà đẩy luôn nha. Mở góc bên tay phải nè. Nhờ. Di chuyển đi. Thằng em mình với thằng với ông số 3 giết người ở đâu kìa. Sau nhà nè. Hết bơm rồi. Nhá cho nó smoke nè. Chạy đi bạn ơi. À, chạy. Chạy nè, nóc nè. Nút tờ thôi. Ui. Cái gì vậy? Cái thằng hồi nãy mình bắn ở Trung Quốc này, bắn nó như búp bê Annabelle ấy trời. Lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện. Nó ngồi nó ngó mình nữa kìa. Sợ thật. Mình lấy xe lên mình gạt nó nha mọi người. Ok, xe lủng hai bánh. Ô, nó chết luôn rồi nè. Bảy chiếc xe. Ôi giời ơi. Không có xe chạy, nãy giờ mới được ra tới đây. Ôi, có người luôn rồi. Đâu rồi, mới thấy mày. Đây, 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 chạy đâu mày ơi. Kìa, yếu lắm rồi đó. Không chịu hiêu máu đi còn chạy. Rồi thằng nó nghèo bà cố luôn. Đâu ra cái gì ba? Đông vậy? Sợ phải liền lên núp 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 mọi người ơi. Mình chờ thằng em mình với ông số 3 qua. Qua tới nè. Mình mới bị bắn, mình bị dí nãy giờ luôn rồi tụi nó mới qua tới. Sợ vậy liền bắn này hết anh kia, bắn này hết anh kia, thả nó ra lượt mình đỡ sợ, cứ ra lần lẹ 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 đúng sợ luôn á. Đi thôi mọi người ơi. Ơ có người trong khu nhà này, trong khu nhà có người nè, mới thấy nó chạy nè, bị lắc lắc nhà nè, nhà bìa ngoài. À, rồi, tới số mày rồi, ốp lựu đạn lên nè, rồi bắn thính luôn à, ngon. Có chiếc xe hay nó ba thằng đi á, nó có tem đó không biết sao chạy. À nhảy nhảy ra nè, chết luôn nha. Đợi thính rơi. Ôi có xe lại nè, có xe điện luôn nè. Làm gì vậy bạn ơi, làm gì vậy bạn ơi, cấp hai nè. Ui ui kìa, nó gạt hai đồng đội mình, nó nóc hai đồng đội mình. Ông số 3 gần chết rồi, chết mà cũng kịp rồi. Mày bắn đồng đội tao. Ôi trời ơi, cũng kịp rồi. Mà ngầu quá. Em mình với ông số 3 nó ngầu quá, tụi nó lao vậy mà đứng ra nó bắn trực diện. Mình đứng trên góc nhà đúng đẹp luôn á. Đi thôi mọi người ơi, tính có MK, mình bắn MK nha. Ôi. Trên đầu có ớt kìa. Thôi. Toàn vô nhà lẹ. Trên đời có chiếc xe ở dí mình luôn nè. À, mày lao vô đây, mày lao vô đây. Nãy mày thắng là mày bắn ghê lắm mày. À, nó vô luôn kìa, vô luôn kìa, vô luôn kìa. Nhà kế bên. Tới số mày rồi. Nha mày. Mày hổ báo, mày hổ báo. Trên đời còn nè.
Ui, hai đầu rồi. Ô nóc nóc hay hay hay. Đẩy luôn nha, đẩy luôn nha. Đẩy luôn mọi người, đẩy luôn, đẩy luôn. Lấy xe luôn. Ủa xe đâu ta? Ủa chứ xe... đây, đây trời ơi, xử lý cồng kềnh với trời, chiếc xe nằm ở đây. Cứu xong mẹ rồi. Từ từ nha mọi, nó cứu xong rồi đó. Từ từ thôi. Ui bên phải có luôn, bên phải có. Bỏ bỏ mọi ơi. Mày đứng nó bị kẹp bây giờ. Chạy qua góc bên đây đi. Ôi thôi, bắn một mất xe luôn. Tù ra có cha này vậy. Phải liền cha này nằm đâu đây vậy. Hết cái hồn. Từ từ mọi ơi, lui đi. Rồi thôi xong rồi. Ui con này vậy. Nằm cỏ từ. Làm bóng nước cái kiếm mấy cái bơm smoke đồ rồi đẩy qua. Lấy xe đẩy qua cái. Rồi thôi xong. Từ nãy tao nói mày bỏ đi, mày nhảy xuống nó là chi? Toàn à. Nó bột à. Ở kìa. Cái gì vậy? Vãi nồi, 21 kill, 3.650 đam kìa.